Có lẽ là sử dụng một tần số cao hơn để có thể gây ra một phản ứng. Còn cậu đánh giá sao về chuyện này? Cậu đúng rồi đó. Khả năng mà chúng ta có thể làm cho cánh cửa này hoạt động thực sự là rất thấp. Tôi rất xin lỗi ông Flohetti. Lúc ông tới tôi không nghe thấy tiếng động gì. Bởi vì tôi đã đi rất lặng lẽ mà. Tôi đã không muốn làm phiền đến ngài. Dù là ngài đang nói chuyện với ai đi nữa. Và Pixar, cậu ấy đã mất tích khi sự hợp nhất xảy ra. Làm ơn nói với tôi là bức hình không trả lời lại đi. Bức hình không nói gì, nhưng cứ như thể cậu ấy vẫn ở đây và giúp tôi giải quyết các vấn đề. Chẳng hạn giống như giải quyết vấn đề về chuyện kích hoạt cánh cửa lớn này đi. Ngài đã quá bận rộn với cánh cổng đó nên tôi đã nghĩ là ngài cần thêm một ít nước đá. Tại sao tôi lại phải cần nước đá chứ? Ngài chính là ninja băng mà, đúng không? Nên tôi chắc là ngài cần rất nhiều băng để lúc nào cũng giữ được sức mạnh luôn sẵn sàng. Đừng lo, vì tôi là một bậc thầy về nguyên tố băng mà. Tôi có thể tạo ra băng khi cần, nên tôi không cần thêm nước đá để bổ sung cho sức mạnh của tôi đâu. Vậy thì chắc là chuyện này có vẻ hơi quay một chút. Chúng ta hãy giả vờ là nó chưa từng xảy ra, được không? Mi đã nghĩ gì vậy chứ? Trợ lý người canh giữ tu viện tệ nhất chưa từng thấy. Mẹ mình đã nói đúng. Những đường hầm này đang nhỏ dần đúng không? Mình thề là chúng đang nhỏ dần. Chắc rồi, chính xác thì ngôi mộ cổ này không phải là nơi an toàn nhất mà tụi mình có thể... Là cách nói giảm thôi. Mình nghĩ tụi mình không được mong chờ ở đây. Manh mối đầu tiên là những cái xiên bẫy treo sẽ nhắm vào tụi mình khi bước vô trong đó. Lỗi rồng mà tụi mình cần đang thất lạc. Ngôi mộ này là lối đi duy nhất mà mình biết để tìm ra nó ở đâu. Cho nên mình mang theo cái này nè. Mang nguyên một bao đá hả? Viên đá tìm kiếm. Kho lưu trữ Phương Quốc May đã cho mình mượn chút. Khả năng là có một hầm mộ chung cất trong đây. Nếu mình xếp chính xác những hòn đá này, nó sẽ cho tụi mình biết thứ cần tìm. Là mấy thứ không còn sự sống á. Đúng là mấy quy tắc kỳ lạ. Dựa vào sự xui xẻo gần đây, mình cá là những viên đá đó sẽ rơi vào axit trước khi tụi mình sử dụng chúng. Cậu đang nói về cái gì vậy? Nếu như cậu mà không chú ý thì mọi thứ sẽ luôn không như mình mong đợi. Mình tạo ra một công nghệ ánh sáng cứng. Nó được dùng như một loại vũ khí, suýt thắng một cuộc đua máy móc và rồi gây ra một cuộc chiến giữa hai vương quốc. Tụi mình đang cố tìm một loại năng lượng rồng để có thể cứu thế giới. Nó đang thất lạc. Mình đúng là kẻ xui xẻo. Đừng có khờ như vậy. Đừng bao giờ mất hy vọng, Sora. Tụi mình sẽ... Lạc lối nơi hư vô trải qua bao phòng bạc. Nhớ vươn lên mạnh mẽ. Yeah. Nghiêng cho chúng ta những niềm trái tay như chiến binh. Không, cậu chỉ nói những viên đá tìm kiếm sẽ rơi vào axit thôi à. Nhưng nhìn nè, ninja không bao giờ bỏ cuộc hoặc mất hy vọng. Hợp lý, chỉ là thật khó để có thể hy vọng khi có quá nhiều thứ bất ổn. Nếu không có hy vọng thì bất cứ điều gì cũng khó thành công. Có phải sư phụ Wu đã nói như vậy không? Không, là Nia nói đó. Còn sư phụ Wu thì luôn nói là không phải tất cả bài học Spinitsu đều là chiến đấu. Nên hãy coi đây là bài học. Thật không thể nào tin được là ta đã cố được nước đá cho một ninja băng. Nếu như mi không cố làm việc cho ra trò thì Vroisky thì ninja sẽ sa thải mi cho coi. Nếu như tôi bắt đầu làm việc đó với một từ trường chấm thì cánh cửa đó sẽ kích hoạt. Ông làm chuyện đó chi vậy? Để tu viện sẽ sạch bong kim kiếp khi những người khác quay trở về cùng với những lõi năng lượng rộng ấy mà. Nhưng tại sao ông lại dùng cái bàn chải nhỏ xíu đó
Để làm sạch nó thì ông sẽ mất 61.696 giờ lận đó. Nghĩa là sẽ tốn rất nhiều giờ đúng không? Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Wow, không biết là ai đã xây ngôi mộ này, nhưng mà họ đã thuê được một nhà thiết kế giỏi. Mình chắc chắn là Jin đã có nhiều kinh nghiệm về nghệ thuật quảng cáo. Jin là ai vậy? Jin không phải là một con người. Họ đầy quyền năng và phép thuật từ những sinh vật đến từ vương quốc của Jinrako, đã từng thi hành phép thuật mong ước. Đã từng? Từ trước khi có Merge, Jinrako đã bị phá hủy, bao gồm luôn những người đang sống ở đó. Nó đây rồi. Theo như những cuộn giấy ở vương quốc Mây, nếu đặt những viên đá vào đúng thứ tự trên bệ thờ này, nó sẽ cho tụi mình biết vị trí của những thứ đang cần tìm. Tuyệt quá. Vậy thứ tự đúng là sao? Đâu biết đâu, nhưng tụi mình sẽ tìm hiểu. Có lẽ cái này thì... Khoan đã, viên đá đó chắc không phải. Nhưng nếu... Nếu xếp viên đá này với viên đá đó... Rồi... Không, khoan đã, nếu như vậy thì sao? Mình nghĩ mình làm được rồi. Xong. Còn viên này thì sao? Ủa, quên viên đó. Có lẽ là... Ở đây. Có gì đó đang xảy ra. Cậu thấy con mắt đó đúng không vậy? Kỳ lạ thật. Các viên đá đâu có những con mắt. Và nó không cho manh mối nào để tìm ra lối đâu. Chính sự xui xẻo của mình đang nguyền rủa mọi thứ xung quanh. Cậu hãy thôi đi, cậu không bị nguyền rủa. Chắc mình đã sử dụng những viên đá này sai. Mình nghĩ tụi mình nên thử những cách khác để tìm ra lối rồng thôi. Giờ mau ra khỏi đây. Hay, chỉ là mình không hiểu gì cả Pixan. Cánh cửa này không có ở đây trước khi nó hợp nhất, nhưng nó lại xuất hiện ngay sau đó cùng với một cánh cửa giống cái ở tu viện thứ hai bên dưới Imperium. Ồ, phải hả? Nia đã tìm thấy một cánh cửa lớn khác bên dưới vương quốc Mây. Vậy là chỉ có ba cái thôi sao? Tôi đã phạm sai lầm. Mình không thể nào hiểu được tại sao tình hình ở đây lại ra nông nổi này. Tôi đã lấy cái máy lau nhà tự động này từ chỗ của Green. Tôi tưởng nó sẽ khiến cho mọi việc lau dọn của tôi dễ dàng hơn. Tôi đã sai rồi. Ngài thật sự có thể tạo ra băng của ngài. Cảm ơn. Tôi nghĩ là tôi sắp bị bệnh mất rồi. Tôi có thể sử dụng máy lau nhà đó ở đây. Nè các cậu, về rồi đây. Tin xấu đầu tiên là nhiệm vụ của tụi mình đã thất bại. Còn tin tốt là không có cái nào hết trơn á. Cậu sao vậy Sora? Có chuyện gì vậy? Thế giới này sẽ bị kết liễu và tụi mình cũng không biết lõi năng lượng rồng ở đâu. Không phải cậu Sora, là đằng đó Sora, là rồng Sora. Sora 1 đó. Ủa, sao mình không phải Sora 1? Gì vậy? Tụi mình có mùi hầm mộ sao? Hả? Chờ đã, cái này là gì vậy? Hả, mình cũng có nè. Không phải là ngày tốt nhất của Mi đâu, Frohiki. Nhưng mà một khi Jin đã thấy cách Mi sắp xếp thư viện này ra sao thì chắc chắn ngài ấy sẽ thấy ấn tượng. Nhìn tốt mà, đúng không? Những cuộn ghi chép đã hết sử dụng nên tôi đã sắp xếp chúng lại theo thứ tự chữ cái của tác giả. Những ghi chép này vẫn còn sử dụng được. Theo truyền thống, trước giờ là sắp xếp chúng theo thứ tự niên đại. Chia nhau ra.
tụi mình ở đâu vậy? Mình nghĩ chắc là tụi mình nên đi theo. Chúng ta đang làm gì ở đây? Đúng vậy, các ngươi đang làm gì ở đây? Các ngươi dám xâm phạm nơi tôn nghiêm của một Xin Aracon vĩ đại sao? Những kẻ tội đồ các ngươi rồi sẽ cảm thấy sức mạnh pháp thuật không thể ngăn được của ta khi nó ấn xuống. Vant? Dừng lại, người biết tay dễ bị nhột mà. Tại sao ông gọi cậu ấy là Zen? Đơn giản đó là tên của rồng. Người đi với nó lâu nay mà không biết tên của nó sao? Bất lịch sự. Ta tưởng có ai đó đến từ vương quốc của ta ở gần đây, nhưng hóa ra chỉ là do ta tưởng tượng thôi. Ta cho là ngươi cũng cảm nhận được ta. Còn đây là ai? Ta cảm nhận được ngươi chắc chắn có một nguồn năng lượng đặc biệt, con rồng đó. Đó là những người bạn hai chân không biết tên đi cùng với ngươi à? Ngươi thôi nhìn chằm chằm được rồi. Ta là có thật. Vì chiến cuối cùng, nếu biết sẽ có khách ghé thăm thì ta đã dọn dẹp rồi à? Nhưng mà vì không biết nên không dọn dẹp cái gì hết. Tôi tưởng Jinjago đã bị phá hủy. Bị phá hủy rồi. Nhưng tuy nhiên ta đang trong hành trình tìm kiếm ở một vương quốc khác khi nó xảy ra. Lúc ta trở về thì không còn thứ gì của quê hương ta còn sót lại, ngoại trừ hạt cát này đây. Nó là tất cả những gì còn lại của Jinjago huy hoàng và vĩ đại trước kia. À quên, còn ta nữa. Và bây giờ là ngươi, Zant. Ngươi chắc chắn đang ở một vương quốc khác giống như ta. Những con rồng của Jinjago có thể đã đến những vương quốc khác. Vậy ông chỉ có một mình trong suốt thời gian này? Nhìn coi ở đây có giống nơi luôn có nhiều vị khách ghé thăm không? Ta đã chơi trò xếp hình nhưng đã ngộ ra để làm gì chứ? Không ai nhìn thấy nó hết. Đống đồ đã giặt cửa ở nguyên đó nhiều năm trời. Ít nhất thì ông cũng nên treo dài bức hình này lên đi, để nơi này cảm giác như là nhà. Để làm gì? Để ra vẻ chứng tỏ với mấy tảng đá trong hang à? Có chắc là các hao lơ không? Dĩ nhiên chuyện này sẽ xảy ra với ta, xui xẻo thì... Ông nói xui xẻo là sao? Đưa tay các ngươi cho ta xem. Đừng có nói là các ngươi đã sử dụng viên đá tìm kiếm mà không có sự hướng dẫn đó nha. Chắc là vậy á. Nhưng không có gì xảy ra hết, những viên đá đâu có hoạt động. Chúng đã hoạt động rất tốt. Chúng đang nguyền rủa các ngươi. Có phải ông đang nói tới những thứ kỳ lạ đã tấn công chúng tôi phải không? Một lời nguyền hả? Chúng được gọi là Howlers. Chúng là một lời nguyền từ sự lạm dụng của các Jin. Chúng chỉ có thể bị đánh bại bằng pháp thuật mong ước của Jin. Vậy thật tốt là sao? Zenth đưa chúng tôi tới đây. Pháp thuật mong ước là của ông đúng không? Nó từng là của ta. Nhưng nguồn pháp thuật là của riêng vương quốc bọn ta. Không có Jinjago, mọi pháp thuật mong ước của ta đều biến mất. Ông dọa là sẽ dùng pháp thuật lên chúng tôi. Chính xác từ chữ cách đây một phút. Trò lừa thôi. Ta không có sức mạnh. Ta từng là anh hùng vĩ đại cứu rỗi các sinh mệnh. Nhưng giờ đến việc đi tắm ta còn không thể động viên được chính mình. Eo ơi, được rồi. Nhìn đi, chúng ta đã mất tập trung khỏi những Howler. Có dịp nào để mình đụng độ chúng lần nữa không? Chắc chắn 100%. Hả? Ta có cần phải giải thích cho các ngươi lời nguyền ý là sao không? Các Howler sẽ đi săn các ngươi đến tận cùng các vương quốc và cõi âm. Chúng không bao giờ dừng lại đến khi chúng dắt kiệt năng lượng của những người bị nguyền rủa và tất cả những thứ đang sống cùng với họ. Thậm chí là ngươi, con rồng đặc biệt. Và giờ ngươi tới đây là ta đã bị nguyền rủa. Không sao, chỉ là một chút tệ hơn so với tôi nghĩ thôi. Cậu quên là mình đã nói mình xui xẻo hả, Lia? Có thể nó không tốt, đúng không hả? Cái con mắt kỳ lạ đó là sao? Cậu biết nó có nghĩa gì không vậy? Nghĩa là chúng đã tìm được các ngươi.
Nếu chúng có hỏi, nói ta không có ở đây. Đã tới lúc phải bắt các Howler này im miệng được rồi. Sao ông không chiến đấu chứ? Ở đây ông là người duy nhất biết cách đánh bại chúng mà. Các ngươi chỉ đang trì hoãn sự thất bại thôi. Hãy từ bỏ đi, vậy cho nó dễ. Rõ ràng là ông chưa bao giờ gặp ninja. Họ luôn nói về việc không bao giờ bỏ cuộc. Sao ngươi dám? Chúng ta không thể ngăn những thứ này được. Đã vậy cái gã Jin đó lại còn không chịu giúp đỡ. Một người suốt ngày chỉ nói người không bao giờ thắng đâu, tại sao phải cứu? Mà khoan, giọng mình giả chưa giống đúng không? Miễn bình luận. Cách nào? Bộ ta chưa nói rõ với các ngươi là ta không có sức mạnh nào hết hay sao? Không ai là không có sức mạnh cả. Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nghĩ là tôi biết. Hy vọng. Người đang nói về cái gì? Pháp thuật của ông dựa vào các điều ước đúng không? Vậy thì hy vọng giống như một điều ước à, một điều ước mà nếu như ông cố gắng một chút, mọi thứ sẽ diễn ra. Chúng tôi đang không đầu hàng và luôn nuôi hy vọng ngăn được chúng để mang quê hương ông trở lại. Chuyện đó thật phi lý. Thật vậy sao? Có lẽ người nói đúng. Khi mất đi quê hương, ta đã đánh mất hy vọng. Nhưng hy vọng là điều mà ta đang cần nhất. Tuyệt vời! Vậy giờ ông giúp chúng tôi được chưa? Hãy ước đi! Hả? Pháp thuật của ta hoạt động khi có điều ước. Ta cần người ước để ta có thể giúp người. Hả? Được thôi! Tôi ước là ông hãy đá thật mạnh vào mông những tên hô lên. Hãy nhận lấy điều ước của ngươi. Vì sự vinh quang rực rỡ của chiến. Đi thôi. Giờ thì mất thề của hy vọng. Hãy ước chúng biến mất đi. Tôi ước các hồ lơ sẽ lập tức biến mất. Hãy nhận lấy điều ước của ngươi. Ông làm tốt lắm, Aracorn. Ông phải đi rồi. Tôi không thích hợp để làm công việc này đâu. Tôi đã rời đi trước khi các ninja khác thấy tôi là một kẻ bừa bãi ra sao. Tôi nghĩ là nên như vậy. Khi mà chúng ta lắp đặt cuộn dây liên kết vào trong một ma trận Positronic, thì trước tiên nó phải để cho cuộn dây hạ áp suất trước khi nó hoạt động một cách tối ưu nhất. Tôi không hiểu gì về chuyện đó cả. Tất cả mọi thứ đều có một khoảng thời gian điều chỉnh. Ông là người mới tới tu viện thôi. Ông hãy cho phép bản thân mình thời gian để hạ áp suất. Khi ông làm được, tôi tin chắc ông sẽ trở thành một trợ lý canh giữ của tu viện xuất sắc. Ngài thật sự nghĩ như vậy hả? Tôi không phải là một trợ lý canh giữ tệ nhất mọi thời đại sao? Bởi vì trước giờ ở đây chưa từng có một trợ lý canh giữ, thì hiển nhiên là ông chính là người tệ nhất rồi. Và ông cũng là tốt nhất mọi thời đại. Nhưng dù sao đi nữa thì ông chắc chắn xứng đáng là một phần không thể thiếu của đội. Chúng ta đã thắng, phải không? Ta nhớ chúng ta đã chiến thắng. Mình đã làm được. Cảm ơn ông nhiều. Ta đã không thể sử dụng pháp thuật của mình trong suốt một thời gian dài. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy giống một ninja thật sự sau khi quê hương ta bị phá hủy. Giờ thì sự phá hủy đã ít hơn một chút. Nó đã trở nên rất là to rồi. Khi đủ thời gian và đủ pháp thuật mong ước, có lẽ ông sẽ có thể mang toàn bộ quê hương ông trở lại. Ta đã không bao giờ mơ rằng chuyện này có thể xảy ra. Ta không bao giờ đền đáp được điều các ngươi đem lại cho ta. Nhưng có lẽ có một thứ nhỏ nhặt mà ta có thể làm.
Các ngươi đã sử dụng những viên đá tìm kiếm bởi vì các ngươi muốn tìm thứ gì đó, có phải không? Nói đi, biết đâu ta có thể giúp các ngươi.